chặt các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Novo lột xác hết bài với những tay chơi máu mặt ở nước bạn. Tưởng chừng như cái dòng Novo độ giờ đây là một trong những phong trào lỗi thời ở năm 2021 bởi cái sự trỗi lên của các dòng tay ga từng tiếng như là Valo, NVX hoặc là Quispy vân. Nhưng liệu các bạn biết rằng ở một nơi nào đó tại nước chùa vàng vừa xuất hiện một cái dòng là Novo độ cực đỉnh, đụng nóc. Cái mẫu cụm thắng lạ lẫm trước mặt anh em đây chính là cái dòng cụm thắng của Nissi Milit, một mẫu cụm thắng siêu hiếm, chỉ thường bắt gặp trong những cái mùa giải đua ở trời Tây. Để tăng thêm cái độ giá trị thì người chủ còn thay luôn thắng sim bằng cái dòng của trước em, một cái hốc gió ở ù có một cái đồng học. Và ra ở trên chèm tay lái ở bên trái còn có thấy được nhiều chi tiết khác như bình dọc của Rainbow, nắp Tesla, bao tay của Active. Trái ngược hoàn toàn với những anh em chơi xe khác ưa chuộng cái dòng trợ lực cổ thì đúng tên là Holin Namachit. Người chủ hôm nay đã làm con xe của mình trở nên đẹp mắt hơn bởi cái trợ lực UVB với công năng không thua kém gì hai đồ kể trên. Ngoài cái bên lề một chút thì cái công ty giúp em, cái công ty là UVB là một trong những cái công ty chi rất thuộc trợ lực nằm dưới quyền điều hành của cái tập đoàn là KTM. Còn hệ thống thắng đùm ở cái dàn chiên sao được kiểm soát chặt chẽ bởi cụm con kinh hèn được chế tác từ vật liệu nhôm bilis bắt mắt. Còn cái phần tay con của kinh hèn có thêm những chi tiết hóc gió trong liên lạc với cụm thắng của tiếp em. Cái cặp bánh ma bản ngày nào đã bị lọ bỏ, thay đó phong cách là cam đùm niền thanh mảnh. Nó bật nhất là cái bộ bánh cam đùm niền này chính là cái dòng niền của Moras, một dòng niềm quốc dân ở bên Thái được yêu mến và ưa chuộng không kém gì cái niềm của Excel như ở Việt Nam đang chơi. Cái heo thắng phía trước là một cái dòng heo của Bilis thì đến từ Nissin. Nhiệm vụ truyền dẫn cho cái con heo này được giao hoàn toàn cộng dầu heo bấm đầu S gọn gàng. Trên đó có một vài chi tiết là những cái đầu bấm inox là điểm nhấn. Cái cặp của phía sau xuất hiện tính tuần lực của WB y hệt như cây trợ lực ở phía trước. Vị trí chân phục và đáy của bằng bình dòng cũng có sự hiện diện của hai nấm chỉnh dùng để tinh chỉnh cái độ hồi nhanh hay chậm của ti phục và chỉnh được độ nén của bình dòng như là Holin hay là Nissin R2. Nâng cấp cái đống đồ chơi còn là hàng hiệu thế này làm con xe chắc chắn trở nên chất hơn vì người chủ đã dành hết cái tủ thanh xuân của mình vào con xe này. Exeter 110 nâng cấp cứng cáp với dàn chân hoàn hảo là một trong những dòng xe nổi tiếng của cộng đồng xe đặc biệt. Những cái con Exeter 110 phần nào đã bị lu mờ bởi cái sự hiện diện của những hãng nặng ký như là Winner X hay Đơn Vân. Tuy nhiên một biker ở miền Nam vẫn tiếp tục trung thành cho mẫu xe này, được nâng cấp thay nhiều phong cách điều khiển khác nhau. Trang bị cho mình một cái cặp cụ chung CC vàng làm chút điểm nhấn cho bằng đầu full đen của con xe. Bên cạnh cái đèn 2 tầng thì tính từ là siêu phách, ứng dụng bóng halogen là một sản phẩm cho họ ứng dụng bóng đèn LED được thiết kế tinh xảo, phân bố thành hai tầng rất đẹp mắt hiện đại. Ở dụng chứng minh mặt nạ của MXKIN kết hợp cùng với đồ mỹ lưới là những món đồ chơi được order từ những đồ quầy, lắp hoàn hảo như xin, không cần minh chế một cái chi tiết nào. Ngoài trừ cái dàn áo nhựa, nhìn xuống cái dàn chân, ta thấy được cái con heo dược Nissin hải biết bên, đến từ Thái Lan, được bắt giật cái phục trước thông qua cái phép heo CC cực kỳ đẹp mắt. Đĩa thắng của Winner kích thước 260 được hai lần cái góc cạnh thì cũng lạ mắt hơn. Một vài chi tiết nhỏ như về trước kẽm sau kè thì được ốp carbon trông là đẹp hơn cho con xe. Cái công dụng nhúng carbon này sẽ có thời gian làm nhanh hơn nhưng giá tiền thì tương đối dễ thở hơn so với những cái dòng ốp carbon. Cái hệ thống chơi sau ứng dụng cho mình là phục Facebook bình dầu rời tổ chức cao là 208, tức cao hơn 3 phân sụt xin nhưng vẫn chưa đủ để làm chiếc xe chạm đất hay chúng ta đã chống đứng, đi cùng với cái hai cái nấm chỉnh ở chân phục bình dầu để kiểm soát hành trình đèn họ của phục. Đèn chỉnh được hạ xuống bánh mâm cho dép đèn cái bản mâm nhỏ hơn xin rất nhiều, đi cùng với cánh mâm 6 cây liền lạc và cứng cáp hơn. Và giá của chiếc Exeter cái bản 150 2010 hiện nay được bán chỉ còn có 41 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và kế tiếp nhớ like, subscribe.